Em bỏ lại đi mà. Em bôi ngày 2 lần chấm vô vết thương. Nhìn chị xíu nha. Bà Năm đúng chưa? Đi làm đâu ta? Chắc lên lầu. Chị anh sai với nhiều không đó. Bây giờ em xếp vô là... đã sợ cầu như vậy ha. Khách chờ lâu không làm cho ông bé đi gì, bé nó không có chỗ làm. Chắc là kéo nằm họ nhắm mắt cái tắt camera. Cái con tí nó không có giường nó nóng. Nóng mà không có đèn. Cho nó chắc nằm họ mà. Đó. Trong 5 phút này. 10 phút. Trời nhắc làm với tẩu con gái mà bây giờ chỗ nó sẹo rồi đó. Thì em về tẩu nó biết thì em về ngay kìa. Ai nó biết bé hồi nãy à? Cắt mắt cắt lùng nó bà cũng đau giỏi ghê luôn á. Tẩu kinh luôn á, thiệt đúng tẩu luôn. Rất là bị vì cái nó còn mãi mà thịt dư mà có thịt đúng rồi, thịt thừa mà kiểu như là mãi vậy đâu khiếp luôn á. Phải nể nghe không tê không chỉ trắng cà ly. Mình có cục mình chảy nước đá luôn á, mãn mình trời 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 công nhận mãn dễ thương chứ, mặt dễ thương tính dễ thương nữa. Chị cũng dễ thương này. Không có nhắn tin Zalo dễ thương lắm. Rất lịch sự. Bạn giới thiệu quá. Bây giờ nhắn tin dạ chị ơi, em được bạn giới thiệu qua chị rồi chuyện dễ thương. Nó mình có hỏi có mắt mà nói. Thì đó không có, có nói nhắn tin trên ngoài rồi. Mình làm được cục nó mừng. Khi mà đón thích làm ấy nó cho quay này, quay chụp trước và sau.
bữa ăn lành rồi qua ấy lại mình đăng lấy gì mình làm không như có một hình ảnh thì ngu kinh khách thật truyền miệng không chứ mình không quảng cáo luôn khách gì quảng cáo dùm mình cô nên điều ghế lâu rồi em nặng hả em dạ nặng con này phá là con làm cho bé đâu con làm cho chú đâu con lại đây thôi chú nó để nó nặng luôn chứ không kêu là bình thường thôi để anh Hậu làm luôn được nó Hậu làm cái kỹ với ông là được rồi ông đó là ba của chị My nữa không chú chú bên ông Hiền á ông Hiền cũng giống giống ông Hiền đó ví dụ này, bên đây thì được này còn đường họ nằm họ nhắm con trăng nào nhắm nhắm thì con bé sợ ngại con bé lo lấy cái bừng cái ghế không xí kèm cu đổ bên đấy sao bé nó làm gì đi chế cái này mà tại lấy cái khăn á lại đứng lại chè cũng đâu có gì đâu nói chung là ai đừng có đi lên phía trên nữa là được không chắc phải là nó chắc ba cái má cái ai ai quá ăn cái cá cầm rồi ba cái nhiều cô này nhiều tự mỗi ít nhiều ghê luôn làm kỹ kỹ làm kỹ luôn hay là làm sơ sơ vừa vừa bây sao làm tiếp em làm kỹ luôn hay yeah. Mỗi lần đi lần khó rồi làm kỹ luôn. Muốn nặng không chịu đau được thì quất luôn nó không bị bưng cái ghế hơi á lên trên lầu thì dòng bé lên nó chẳng thoải mái chả đi không hỏi thử ừ, bé làm cái này hay chị lậu thôi chị lậu ấy chưa chắc chắn luôn tại vì chỗ nhà cám đem nước muối thuốc đỏ bông thì cũng phải ngăn tay đúng không? Ừ. Nó bị thêm cái quát đêm nữa rồi. Nóng chết bờ trời nó nóng dưới này thì không làm được luôn rồi. Bên cũ xứ có chỗ có nhiều phòng. Ừ. Tôi cho trọng này là nhiều quá rồi.